Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì trong cái video lần trước ấy, thì tôi đã chia sẻ cho anh chị em là một cái chủ đề, đó là cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới. Thì tuy nhiên là chúng ta có rất là nhiều hệ thống điện năng lượng mặt trời và ứng dụng của nó trong cái đời sống của chúng ta, giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn và dễ dàng hơn và thích nghi hơn, tiện lợi hơn. Thì trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em một cái loại hình điện năng lượng mặt trời khác, đó chính là hệ thống điện năng lượng mặt trời mà hòa lưới nha, vừa có chức năng hòa lưới và vừa có chức năng là lưu trữ. Nó giải quyết được cái vấn đề gì của chúng ta, đó chính là cái vấn đề là khi mà chúng ta mất điện thì, tức là mất điện lưới đấy anh chị em, chúng ta không phải lo lắng về cái vấn đề là gia đình chúng ta bị cúp điện, giống như trường hợp hệ thống hòa lưới đấy. Lần trước tôi đã chia sẻ cho anh chị em, đó chính là cái hệ thống hòa lưới này của chúng ta, khi mà điện lực họ cúp điện thì bởi vì cái nguyên lý của nó là hòa vào sử dụng cái nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời thông qua cái bộ biến đổi inverter, nó sẽ hòa cái dòng điện và cái điện đó từ một chiều, từ tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta là tấm pin là nguồn điện một chiều, và thông qua bộ inverter, bộ biến đổi đó là bộ hòa lưới, thì nó sẽ tạo ra cái nguồn điện là điện xoay chiều 220V hoặc là 380V. Thì như vậy nó sẽ hòa vào cái điện, dòng điện của gia đình chúng ta sử dụng, và ban ngày nó sẽ ưu tiên cho các cái thiết bị trong gia đình vào ban ngày, còn ban đêm thì nó không sử dụng được bởi vì nó không có ánh sáng mặt trời, là cái điều tất nhiên. Và sau đó nếu như mà một ngày đẹp trời đi thì cái ông điện lực ấy, ông lại tự nhiên ông cúp điện, ông ấy thích cái lòng cúp điện này, điện lực bây giờ nó lại nhiều khi nó cả chớn này, thế là anh chị em chúng ta lại không có điện dùng. Thì cho nên bởi vì cái nguyên lý hòa lưới của nó, tại sao nó lại phải cúp điện như vậy, bởi vì cái việc nó cúp điện là nó đảm bảo cái việc an toàn cho người vận hành trên lưới điện. Bởi vì sao ạ? Khi mà tại sao điện lực chúng tôi đi lắp đặt các hệ thống này ở các tỉnh hoặc là mọi nơi, thì người ta bắt buộc cái tiêu chuẩn đó chính là inverter, là bộ hòa lưới phải ngừng hoạt động khi mà không có điện lưới, có nghĩa là nó không có dòng điện phát ra khi mà không mất điện lưới. Tại sao? Bởi vì nếu mà như vậy, ngoài kia chúng tôi đang lắp đặt một hệ thống, và nếu mà cái hệ thống của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động thì cái dòng điện nó vẫn tạo ra, dòng điện xoay chiều nó cứ đẩy ra ngoài đường dây, thì vậy cái người vận hành và sửa chữa ngoài đường dây sẽ bị giật. Và đó là cái lý do mà tại sao điện lực họ phải yêu cầu là cái thiết bị của chúng ta phải có kiểm định chất lượng và có phải có chế độ gọi là chức năng ngắt điện đi khi mà mất điện lưới. Còn đối với cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới và có lưu trữ ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, thì hoàn toàn là nó có thể sử dụng được khi mất điện lưới. Tuy nhiên nó lại không gây ảnh hưởng và không gây nguy hiểm đến cái người vận hành ngoài đường dây kia. Thì tại sao là như vậy thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em trong cái video này nhé. Hãy cùng theo dõi cái video này, và nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nào. Tôi là Kiều Minh Đức. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Anh chị em chú ý tôi này, tôi sẽ vẽ cho anh chị em cái sơ đồ cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống này, và để anh chị em biết được và hình dung được nó hoạt động như thế nào, để chúng ta có cái nhìn sâu sắc nhất về hệ thống điện năng lượng mặt trời của chúng ta. Bởi vì cái điện lực họ sẽ không mua cái điện năng lượng mặt trời này nữa trong tương lai, mà chúng ta sẽ có những cái cách nào để mà chúng ta vận dụng và vẫn sử dụng được cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này và tận dụng được nó vào ban ngày, đồng thời vừa có thể sử dụng được vào buổi tối và dự phòng khi mà chúng ta bị mất điện lưới và điện lực vô tình mà cúp điện để sửa chữa hệ thống ngoài đường dây, và các gia đình khác xung quanh khi họ mất điện thì gia đình chúng ta không mất điện. Đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, là cuộc sống của chúng ta luôn được duy trì và luôn được là đảm bảo và luôn được là có những cái điều kiện thích nghi nhất, tiện lợi nhất, mà chúng ta không cần sử dụng máy phát. Có những cái cách như sau: một là chúng ta có thể sử dụng hệ thống máy phát điện, tức là ở mỗi cái gia đình á, ví dụ như các cái công ty xí nghiệp hoặc là các cái nhà hàng khách sạn ấy, người ta thường trang bị một cái hệ thống máy phát điện này anh chị em ạ, máy phát điện chạy bằng xăng hoặc là dầu diesel, để từ đó người ta sẽ khi mà bị mất điện lưới, người ta sẽ có một cái cầu dao đảo chiều, tức là cục ATS, Automatic Transfer Switch, tức là bộ chuyển nguồn tự động, nó sẽ chuyển thành cái nguồn điện xoay chiều của chúng ta từ điện lưới này, và sẽ chuyển sang cái nguồn điện là nguồn điện dự phòng, là có thể là máy phát hoặc là cái bộ này của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái hệ thống này, để anh chị em biết là chúng ta không cần sử dụng máy phát nữa. Sử dụng máy phát thì
đầu tư một lần rất là tốn kém. Tôi nói với anh chị em rằng là đầu tư máy phát là tốn kém hơn cái đầu tư về cái điện năng lượng mặt trời này, bởi vì nó không sử dụng được ban ngày và máy phát thì rất ít khi sử dụng. Máy phát rất ít khi sử dụng, một là một năm trời thì có bao nhiêu mấy lần mà mất điện mà sử dụng máy phát đâu. Do đó chúng ta đầu tư máy phát là tốn kém hơn so với đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời này. Đầu tư điện mặt trời này chúng ta sẽ sử dụng được quanh năm suốt tháng, và chúng tôi bảo hành 12 năm về tấm pin năng lượng mặt trời cho anh chị em. Do đó anh chị em có thể thoải mái sử dụng, và có thể 5 năm là chúng ta đã có thể thu hồi vốn rồi, 5 đến 6 năm tùy vào cái thời gian và cái mức độ sử dụng điện vào ban ngày cũng như ban đêm của anh chị em. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho mỗi gia đình khác nhau. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách và cái nguyên lý hoạt động của hệ thống này nhá. Đây anh chị em nhìn rõ không nhỉ? Đây, nhìn rõ ha. Bây giờ là tôi có đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Chúng ta tôi vẽ sơ sơ 3 tấm thôi. Đấy. Các cái tấm pin này chúng ta sẽ đấu nối tiếp với nhau. Ra đây là đầu âm, ra đây là đầu dương. Chúng ta đấu nối hệ thống này rất là dễ anh chị em ạ. Một anh chị em chỉ cần học hết lớp 9 là có thể đấu nối được hệ thống này, nếu như có tôi chỉ dẫn anh chị em nhé. Thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái kỹ thuật trong cái chuỗi video playlist của tôi, tất cả chuỗi video chia sẻ về có cái hệ video, chuỗi video về kỹ thuật thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời. Anh em có thể tham khảo video ở bên dưới hoặc phần đề xuất video ở bên cạnh góc phải màn hình. Tôi sẽ chia sẻ cho anh em về chuỗi video này về kỹ thuật thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời. Một ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em là cái nguyên lý hoạt động của nó. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời chúng ta, là một đầu của nó là đầu dương, một đầu là đầu âm, đầu dương, đầu âm, đầu dương, đầu âm. Đấy, như vậy chúng ta cứ đấu nối tiếp với nhau, nó sẽ tạo ra một chuỗi các cái tấm pin năng lượng mặt trời. Hai cái này chúng ta sẽ đấu xuống đây là PV trừ và PV cộng. Tiếp theo đó là chúng ta có ở đây là cái bộ này là cái bộ gì? Bộ này là bộ inverter, hybrid. Cái cụm từ hybrid này anh chị em thấy rõ này, ngược bình ngược. Rồi chúng ta tiếp tục nhá anh chị em nhá. Đây là tôi đã quay ngược quay cái camera lại rồi. Cái cụm từ hybrid này có nghĩa là kết hợp. Thì bây giờ trên thị trường có rất là nhiều loại inverter, nó có thể là có chức năng vừa hòa lưới và lưu trữ. Tuy nhiên cái loại inverter của chúng tôi thì cao cấp hơn và nó có chức năng là điện dư. Khi mà tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta không sử dụng hết vào ban ngày thì nó sẽ bán lại điện cho điện lực. Đấy. Bây giờ là cái inverter này là hybrid. Chúng tôi sẽ đây là cái inverter hybrid này là inverter loại cao cấp anh chị em nha. Này. Nó sẽ cao cấp hơn và đắt tiền hơn cái loại inverter hòa lưới của chúng ta. Đấy, thì tôi sẽ có video chia sẻ cho anh chị em về cái chủ đề này, là cái cao cấp, sự so sánh giữa những cái chức năng của inverter hòa lưới và chức năng của inverter hybrid, là vừa hòa lưới và vừa lưu trữ và vừa dự phòng khi mất điện, nó khác nhau như thế nào. Còn bây giờ tôi sẽ vẽ nguyên lý cho anh chị em xem. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta, và đây là cái hai cái cổng này của nó. Đó, chúng ta sẽ có cái đầu này là tấm pin năng lượng mặt trời, chúng ta sẽ vào đây. Vào đây vậy này. Chúng ta sẽ cung cấp cái nguồn này ở đây. Đó, cho cái tấm pin năng lượng mặt trời vào đây. Có nghĩa là đây là PV. Đầu số 1 là tấm pin năng lượng mặt trời. Đầu số 2 chúng ta có là cái bình lưu trữ battery. Đấy, anh chị em thấy rõ không ạ? Battery này chúng ta cũng có là đầu âm và đầu dương. Và nguồn tiếp theo, cái này tôi vẽ hơi bé này, vẽ lại tí cho nó to. Vẽ to tí cho nó anh chị em thấy rõ hơn. Vẽ to to lên tí. Rồi, cái này tôi tạm thời tôi dẫn lên đây nhá, dẫn đi phòng nhá anh em nhá. Cái này gọi là
về input có nghĩa là đầu vào bằng tấm pin năng lượng mặt trời, cái này gọi là inverter hybrid. Đó, anh em thấy rõ chưa? Rồi, thấy rõ. Ok, viết to hơn tí nữa. Cái đầu thứ hai của chúng ta đó chính là battery. Battery dịch nghĩa theo tiếng Anh có nghĩa là pin lưu trữ. Cái pin lưu trữ là giống như ắc quy á, cái này có thể là ắc quy hoặc là pin lithium. Đó anh chị em nhá. Có hai lựa chọn anh chị em, một là chúng ta có thể sử dụng ắc quy hoặc chúng ta sử dụng cái pin lithium để mà lưu trữ cung cấp cho cái pin inverter này. Đó. Đầu tiếp theo nữa chúng ta có thể sử dụng đây là pin lưới xoay chiều. Đó. AC input. Đó. Là có thể chúng ta có thể sử dụng điện lưới để mà cung cấp cho cái máy inverter này luôn. Và đầu tiếp theo nữa đó chính là đầu ra AC. Từ từ, còn một cái đầu nữa đây. Tôi vẽ hơi thiếu thiếu đấy, tôi vẽ lên tí nhầm. Cái này gọi là cũng là điện xoay chiều, nhưng mà cái này gọi là generator. Tiếng Anh này nó gọi là generator là, xem đoạn này dịch lại đi. Cái này nó không phải là gen, viết tôi viết sai chính tả nhé anh nhớ. Generator à, có nghĩa là máy phát điện. Máy phát điện này thì nó cũng sẽ tạo ra điện AC anh chị em nhé, xoay chiều này. Cái này cái này tôi gọi là cái điện xoay chiều này, cái biểu tượng mà cái hình vòng xuyến này này, giống ngữa này mà nằm trong một tròn đấy, theo ký hiệu điện lực, theo ký hiệu điện của chúng tôi quy ước trong chuyên ngành của chúng tôi, nó gọi là điện xoay chiều. Còn cái ký hiệu này là điện một chiều anh chị em này, đó điện một chiều đó, là bên dưới là nét liền, bên trên là nét đứt thì chúng ta gọi là điện một chiều. Thì cái này là nó có cổng vào là máy phát và nó cung cấp cho cái inverter này. Tiếp theo nữa là có một cái đồng ra, là cái cổng ra, cổng ra anh chị em nhá. Đây là LOAD, load này tiếng Anh là gì? Phụ tải. Phụ tải này có nghĩa là gì? Phụ tải này có nghĩa là các cái thiết bị và mà sử dụng trong gia đình của chúng ta mà tiêu tốn điện thì gọi là phụ tải. Ví dụ như là bóng đèn, TV, tủ lạnh, máy lạnh, vân vân và vân vân. Có nhiều người hỏi là điện năng lượng mặt trời có sử dụng được cho máy lạnh hay không? Thì đây, các cái thiết bị trong gia đình của chúng ta đều có thể sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời anh chị em nhé. Đấy, phụ tải. Đấy là nói chung là tất cả các thiết bị trong gia đình luôn, không trừ bất kỳ thiết bị nào luôn. Thì cả motor, motor lớn, công suất lớn vẫn sử dụng được bởi vì hệ thống này là hệ thống hòa lưới mà. Đấy, thì cái này AC input này thì nó ra ở đâu? Nó ra ở đây là cái này là anh chị em này, nó dẫn ra đồng hồ điện. Điện lực. Đó, thì cái đồng hồ điện lực này thì chúng ta mới có chức năng là bán điện ở đây là hai chiều. Hoặc một chiều. Nếu như mà chúng ta không bán điện cho điện lực thì chúng ta không cần đồng hồ hai chiều. Chúng ta bán điện cho điện lực thì chúng ta chỉ cần đồng hồ một chiều. Ngày nay nếu như điện lực mà không mua cái điện năng lượng mặt trời này nữa thì chúng ta không cần cái đồng hồ hai chiều. Chúng ta chỉ cần đồng hồ một chiều thôi.
kể cả đồng hồ điện tử hay đồng hồ cơ. Tức là đồng hồ cơ là đồng hồ bằng quay bằng đĩa đấy, còn đồng điện tử là nó hiển thị trên màn hình điện tử, thì chúng ta đều có thể sử dụng hệ thống này. Và cái bây giờ tôi sẽ nói qua về cái nguyên lý của nó để anh chị em nắm được. Các cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta ở đây sẽ tạo ra nguồn điện này là điện một chiều. Điện này anh chị em nhỉ, điện này điện áp cao luôn. Điện một chiều. Chú ý này, điện một chiều. Có nghĩa là điện này là gọi là DC current. Có nghĩa là DC là gì? Direct current. Direct. Chữ tôi hơi xấu rồi nhỉ. Direct current có nghĩa là dòng điện chạy thẳng, gọi là nó chỉ có một chiều từ cái tấm pin năng lượng mặt trời này đi xuống đây thôi, chứ nó không có cái chiều quay ngược lại. Còn cái điện này là điện AC, này là điện xoay chiều và là điện sinh hoạt của chúng ta đấy, thì nó sẽ có xoay chiều, tức là nó luôn luôn chạy trong mạch như vậy, chạy tới chạy lui. Còn thằng này thì chỉ có một chiều, nó tạm hiểu là như thế. Và các cái tấm pin năng lượng mặt trời này của chúng ta, khi mà chúng ta cắm vào thiết bị của chúng ta là chúng ta không thể sử dụng được, bởi vì nó là điện một chiều. Còn điện lưới của chúng ta là các thiết bị trong gia đình là điện xoay chiều. Đấy, thì bây giờ tôi tiếp tục là cái inverter này của chúng ta. Như vậy là chúng ta có mấy cổng vào ạ? Cổng số 1 này, cổng số 2 này, cổng số 3 này và cổng số 4. Đồng thời có một cổng ra là cổng số 5. 1 này, 2, 3, 4 và 5. 5 cái cổng này nhiệm vụ của nó là gì? Tại sao là hybrid? Hybrid là kết hợp. Hybrid này có nghĩa là từ hybrid là kết hợp. Nó có 5 cổng này và nhiệm vụ của mỗi cổng này như sau. Nhiệm vụ của cổng số 1 là nhận điện từ tấm pin năng lượng mặt trời đẩy vào inverter và đẩy ra phụ tải của chúng ta là điện xoay chiều, giống chức năng của máy biến tần inverter hòa lưới mà cái video trước tôi đã chia sẻ cho anh chị em rồi. Nhiệm vụ cổng số 2 đó là battery này. Battery là acquy của chúng ta, hoặc là pin lưu trữ lithium. Acquy và pin lithium này nó cung cấp dòng điện cũng là điện DC một chiều. Pin acquy của chúng ta đấy là pin lưu trữ này anh chị em này là 12V đấy, 12V một chiều đấy. Hoặc là cái hệ pin lưu trữ lithium của chúng ta là 48V, là cũng điện một chiều. Và chúng ta cắm vào các thiết bị trong gia đình của chúng ta là điện xoay chiều, chúng ta không thể sử dụng được, thì chúng ta phải thông qua cái inverter này. Thì cái nhiệm vụ cổng số 2 này là cung cấp điện cho cái máy inverter hybrid này khi mà nó mất điện năng lượng mặt trời vào buổi tối. Điện mặt trời là chỉ có vào ban ngày mà thôi, còn buổi tối thì acquy này nó có điện thì nó sẽ cung cấp cho cái inverter, cái máy này, máy bên máy ở giữa này, cái thằng và gọi là bộ biến đổi này, nó sẽ cung cấp ra điện này là điện xoay chiều cho chúng ta sử dụng. Đó, lót này là phụ tải là điện xoay chiều. Xoay chiều. Anh em nhé. Đó. Đấy, thì cổng số 3 này có nhiệm vụ là gì? AC input này có nghĩa là nó sẽ lấy điện lưới từ điện của điện lực, nó sẽ bù vào khi mà cả cái hai cái hệ thống này này, tấm pin năng lượng mặt trời không đủ này và acquy của chúng ta, pin lưu trữ của chúng ta không đủ vào ban ngày, thì nó sẽ lấy điện lưới bù vào ban ngày để cho cung cấp cho cái phụ tải của chúng ta, thiết bị của chúng ta trong vào ban ngày. Và mà ban đêm thì không có pin năng lượng mặt trời thì nó cũng tương tự, nó sẽ lấy của acquy, nó sẽ dùng một phần và nó sẽ lấy điện lưới nó bù một phần vào ban đêm để cho nó sự cân đối giữa cái pin lưu trữ này và cái điện xoay chiều của điện lực. Thì chúng ta vẫn phải sử dụng điện của điện lực vào ban đêm. Tuy nhiên chúng ta sẽ hạn chế được một phần nào, và đồng thời chúng ta sẽ không sợ cái vấn đề là mất điện khi mà điện lực cúp điện, bởi vì đã có cái thằng điện một chiều này, nó sẽ nuôi cho cái con inverter này hoạt động và nó có kích điện lên thành cái điện xoay chiều của chúng ta và cung cấp cho chúng ta vào ban đêm. Đó là coi như là ban đêm chúng ta không mất điện, luôn luôn có điện và cái máy này nó luôn luôn hoạt động. Và tiếp theo một cái cổng nữa là cổng máy phát điện này, thì có gia đình có gia đình không, nếu mà không có thì không cần gắn, có thì chúng ta sẽ gắn vào cổng số 4 này để nó hoạt động tương tự giống như là cái nguồn AC input này,
nó không sẽ tạo ra cái điện xoay chiều 220V và nó sẽ đẩy vào đây để cung cấp cho phụ tải của chúng ta. Thay vì ngày xưa chúng ta chỉ sử dụng máy phát này thì bây giờ chúng ta không sử dụng máy phát nữa mà chúng ta có cái pin lưu trữ lưu trung này, và đầu tư máy phát thì nó tốn kém hơn. Có thể một chiếc máy phát nó đã chi phí gần bằng cả cái hệ thống của chúng ta, hệ thống những hệ thống lớn ấy. Đấy. Còn máy phát thì nó cũng nhiều loại, 5-7 loại, cái nào nó cũng có cái tốt cái xấu, cho nên chúng ta không thể nói được là loại rẻ loại đắt. Thì nhưng mà chúng ta đối với hệ thống này, chúng ta có thể bỏ cổng số 4 này, chúng ta không cần sử dụng máy phát vào đây thì nó vẫn cung cấp điện cho chúng ta là luôn luôn có điện. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó là như thế nào? Đấy, bây giờ tôi sẽ xóa cái này đi. À thôi, đừng có xóa. Xóa này anh em khó hình dung nhá. Thì có nghĩa là tôi sẽ nói qua, tôi đã có những cái video và các cái công trình lắp đặt cái hệ thống này cho anh chị em, đó là ở nhà cô Lan cũng như là cái máy Lux Power lắp thế nào. Thì hai video đó anh chị em có thể tham khảo ở đường link bên dưới, bên dưới cái mô tả, phần mô tả hoặc bình luận của video này, hoặc là phần đề xuất của video. Và đồng thời này nhá, nguyên lý hoạt động của nó là ban ngày các cái thiết bị của chúng ta phụ tải đấy, nó sẽ ưu tiên sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời và nó chạy không cần bình này luôn, bỏ cái bình này nó vẫn có thể chạy được tấm pin năng lượng mặt trời trực tiếp giống inverter hòa lưới mà không cần hòa lưới luôn anh chị em ạ. Ở đây là chúng ta không cần phải sử dụng điện lưới luôn mà cái máy này nó vẫn có thể tạo ra điện từ tấm pin năng lượng mặt trời cung cấp cho phụ tải, là cái nguyên lý số 1 vào ban ngày. Nếu như tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta thiếu thì có hai cách để nó tiếp tục sử dụng. Ví dụ như cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta ở đây là được sản sinh là 5000W nhé, 5000W đi, mà phụ tải của chúng ta lên 6000W. Đây, trường hợp 1 PV là 5000W. Tôi gọi là bằng PA đi, giống cái video hôm trước thì cho anh chị em dễ hình dung nhé. PA này là 5000W là tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy. Mà là cái này gọi là PC, là bằng 6000W, là cái phụ tải giống hệ thống hòa lưới đấy. Còn thằng này là PA PB rồi. PB bằng cái này là gọi là cái hệ thống lưu trữ này anh chị em là có thể là tùy chọn nhé, là option là tùy chọn, là có thể là 48V 50Ah hoặc 48V 200Ah hoặc là lớn hơn nữa. Cái này nó không giới hạn nhé. Cái bình lưu trữ của chúng ta là không bị giới hạn bởi số lượng bình. Đối với một gia đình thì chúng ta chỉ cần sử dụng 2 đến 4 bình là có thể là đã đủ cung cấp và đủ dự phòng cho một buổi tối rồi. Một cái bình lưu trữ như vậy là lưu trữ này, battery này này, đang nói battery nhá anh em nhá, là 48V 50Ah. Này, nó có thể lưu được là bằng gần bằng nhá, tôi không cái này không tính bằng được 1700W. Giờ anh em nhá. Có nghĩa là chúng ta sử dụng được 1700W là 1,7 số điện. Cứ dùng như thế nào tôi không cần biết, nhưng mà 1700W là nó sẽ hết. Nếu mà càng sử dụng nhiều thiết bị thì nó càng nhanh hết điện. Ví dụ anh chị em có cái máy ấm siêu tốc đi, hoặc là cái máy lạnh, hoặc là tủ lạnh của chúng ta. Tủ lạnh của chúng ta mà 500W thì chúng ta dùng 3 tiếng rưỡi là hết cái bình này. Thì anh chị em chú ý, thì như vậy cái hệ thống này chúng ta có thể lắp từ 2 đến 4 bình tùy anh chị em nhé, 4 bình. Đó, giá thành thì có thể là liên hệ với tôi để chúng tôi để cái giá tốt cho anh chị em, hoặc là anh chị em có thể tùy chọn mua ở trên mạng. Cái đấy tôi không có bắt buộc anh chị em phải mua từ đơn vị chúng tôi. Tôi chỉ là người chia sẻ kiến thức. Thì anh chị em nếu mà yêu thích, yêu mến tôi, ủng hộ tôi để tôi có cái kinh phí để duy trì và phát triển cái kênh YouTube này. Đấy. Để công ty chúng tôi phát triển lên, anh chị em có thể yêu mến chúng tôi thì chúng tôi tiếp tục là phát triển kênh YouTube để chia sẻ kiến thức cho mọi người. Thì có thể mua hàng từ tôi để ủng hộ tôi. Đấy. Và đừng quên là ấn vào cái nút đăng ký của anh chị em nha. Ấn nút đăng ký ủng hộ tôi. Đấy, để tôi có động lực làm thêm những cái video mới chia sẻ anh chị em. Đấy là chúng ta có thể lắp 4 bình. Nhân này là nhân 4 bình. Đó. Chúng ta nhân 4 bình.
Thì bây giờ trường hợp 1 là tấm pin năng lượng mặt trời chúng ta phát được 5.000W đi. Ví dụ như ở giữa trưa đi nhá, tấm pin năng lượng mặt trời là được 5.000W. Mà cái phụ tải của chúng ta sử dụng là 6.000W. Thì nó lấy 1.000W này từ đâu? Thì nó lấy PV bằng 5.000W này. Mà PC à, PV đó, PA chứ. Cái này là PV, là PV là tấm pin năng lượng mặt trời. PV là viết tắt của photovoltaic của từ tiếng Anh. Còn cái này tôi dùng P là công suất, à, P là power, hay còn gọi là công suất theo tiếng Anh đấy. Thì chúng ta P này tôi gọi là nguồn A, công suất của nguồn A là 5.000W, và công suất của nguồn C là phụ tải của chúng ta đã sử dụng là 6.000W. Là 6.000W tương đương với 6 kW điện anh em, 6 số điện ấy. Đấy, 6 số điện đấy trong điện lực. Nếu mà bà con nông dân mà theo dõi cái video này mà chưa hiểu ấy, có những cái ngôn ngữ kỹ thuật mà chưa hiểu ấy, thì có thể liên hệ với tôi để tôi tư vấn làm thế nào anh chị em hiệu quả. Tất cả chúng ta quy đổi ra tiền hết. Ví dụ như tôi lắp cho họ khách hàng ấy, ví dụ một hệ thống như vậy, một tháng họ tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì chúng tôi tư vấn để họ. Thực ra họ không cần quan tâm, các anh chị em không cần quan tâm nhiều đến tính kỹ thuật, mà chủ yếu là chúng ta lắp cái này bao lâu thì thu hồi vốn, và bao lâu một ngày thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền, để chúng ta biết được rằng đầu tư cái này là có hiệu quả và nên đầu tư và phải đầu tư để tạo ra cái sự tiện nghi cho gia đình anh chị em chúng ta. Chứ chúng ta không có, nói chung đây là cái nguyên lý thôi. Còn cái này thì nó về chuyên môn một tí, thì anh chị em nào hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì có thể liên hệ với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn để cho anh chị em là nắm bắt được cái hệ thống này và có một cái cuộc sống tiện nghi hơn, tốt hơn cho gia đình anh chị em. Đấy, là nếu mà cái điều A này, công suất của nguồn A này mà nó là 5.000W mà gia đình chúng ta sử dụng lên 6.000W, thì như vậy PB này nó sẽ bù vào 1.000W. PB này là bằng pin lưu trữ hoặc là AC input, tức là lấy điện lưới lấy mua điện của điện lực ấy. Chúng ta phải mua của điện lực. 1.000W này chúng ta có thể lấy từ đâu? 1.000W này chúng ta có thể lấy từ battery. Có nghĩa là lưu trữ đấy. 500W. Và EVN. Chúng ta có thể lấy 500W. Đó, anh chị em hình dung không? Thì có nghĩa là chúng ta có thể chia đều cái hệ thống lưu trữ ra và hệ thống dự phòng ra, để đảm bảo cái việc rằng là cái pin lưu trữ này này lúc nào nó cũng có điện cho anh chị em sử dụng. Chúng ta không sử dụng kiệt hết cái bình này, chúng ta không sử dụng hết sạch trên 100%. Để làm gì? Những cái lúc mà chúng ta mất điện lưới, chúng ta có cái pin lưu trữ để chúng ta cung cấp cho gia đình mình là phụ tải, để chúng ta không bị mất điện bất cứ lúc nào. Anh chị em hiểu không? Hiểu ý tôi không? Đấy, thì chúng ta có thể, có nghĩa là cái bình lưu trữ này, mục đích thứ nhất là anh chị em có thể cắt giảm một phần tiền điện mua của điện lực vào buổi tối. Cách thứ hai là chúng ta có thể dự phòng khi mà chúng ta mất điện lưới và điện lực cúp điện. Đó là hai cái ứng dụng của cái bình lưu trữ này, là hệ thống lưu trữ 48V 50Ah hoặc là 48V 100Ah, 200Ah, thậm chí là 1000Ah tùy anh chị em. Đó. Thì như vậy chúng ta có thể sử dụng cho gia đình chúng ta vào ban ngày và ban đêm. Đấy. Như vậy thì tôi đã chia sẻ cho anh chị em là cái nguyên lý hoạt động của hệ thống này, là hệ thống này là hệ thống hybrid, có nghĩa là hòa lưới và lưu trữ kết hợp. Đồng thời nó có nhiều cái nguồn cung cấp khác, đó chính là cái nguồn điện lực, điện lưới. Chúng ta mua điện của điện lực vào ban đêm, ban ngày chúng ta sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời, chúng ta không mất tiền điện vào ban ngày nữa. Và ban đêm chúng ta sử dụng cái bình accu này, bình lưu trữ lithium này, một phần vào ban đêm, chúng ta giảm được cái tiền điện vào ban đêm. Và đồng thời chúng ta không bị mất điện bất kỳ lúc nào mà điện lực cúp điện nữa. Đó là cái ứng dụng hay nhất của cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này. Đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời của chúng ta thì ngày nay thì có rất là nhiều ứng dụng. Chúng ta còn lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời cho máy bơm nước,
để cho các cái hộ gia đình, các cái bà con vùng nông thôn, các cái vùng mà miền núi, người ta nuôi trồng, người ta chăn nuôi, người ta trồng trọt các cái cây cà phê rồi hồ tiêu, người ta có hệ thống tưới, nhưng mà hàng tháng người ta phải bỏ rất là nhiều tiền dầu. Một tháng như vậy là có khoảng 3 triệu đồng tiền dầu để người ta phục vụ cho cái việc là chạy cái cục phát để mà có cái dòng điện, tạo ra cái dòng điện để mà chạy duy trì chạy cái máy bơm, thì rất là tốn tốn tiền dầu mỗi tháng. Còn ở đây chúng ta cái vùng chúng ta có điện lưới thì chúng ta có thể sử dụng hệ thống này. Và hệ thống này nếu như điện lực mua điện năng lượng mặt trời thì chúng ta có thể bán lại cho điện lực nhé. Thông qua cái điện cái hai chiều này thì chúng tôi khi mà lắp đặt cho anh chị em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thủ tục để lắp đặt với điện lực cái đồng hồ hai chiều này, để anh chị em có thể bán được lại điện cho điện lực nếu như cái điện năng lượng mặt trời này dư. Ví dụ chúng ta điện năng lượng mặt trời này mà chúng ta sử dụng vào ban ngày, vào ban ngày mà chúng ta sử dụng là có 3.000 nó đó, anh chị em thấy không? Thì cái điện năng lượng mặt trời này giữa trưa đi là hệ thống của chúng ta sản sinh ra 5.000W, là 5 kW đấy. Ở đây là dàn là 6 kW đi anh chị em nhé. Thường nó khoảng được 80 đến 90% hiệu suất dàn pin. Chúng ta không thể kỳ vọng được là 100% được, cũng sẽ có đấy. Ví dụ như là có những lúc nó sẽ lên đỉnh đấy. Đúng luôn, dàn 6 kW là lắp được 6 kW nhưng mà rất là hiếm. Thì ngày nào mà như nắng ở Tây Ninh ấy, là thành phố Tây Ninh hoặc tỉnh Tây Ninh, rồi là các cái tỉnh như là Kon Tum, Gia Lai, rồi là các cái tỉnh đó, thì những cái ngày nào kinh điển thì vẫn sẽ có lên đỉnh là 5.000W. Nếu mà dàn 6 kW thì buổi trưa, giữa trưa 12 giờ rưỡi trưa nó có thể lên đến 5.800, 5.900W là có ấy. Nhưng mà chúng ta chỉ tính khoảng 80%, 90% là ok rồi. Nhưng mà hệ thống ở đây tôi nói là ví dụ như dàn buổi trưa này, dàn 6 kW này nó phát ra được 5.000W điện đi, mà cái gia đình chúng ta chỉ sử dụng có 3.000W điện này, thì có phải không? Cái điện mặt trời này nó sẽ dư, điện mặt trời này sẽ dư 2.000W. Thì 2.000W này nó chạy đi đâu? 2.000W này nó chạy đi đâu? Một là nó sẽ lưu vào cái bình lưu trữ này anh chị em này, battery này. Hai, lưu đầy rồi, nếu mà lưu đầy bình rồi nhá thì nó sẽ đẩy ra điện lưới theo cái gọi là AC input này. Đó, nó sẽ bán lại điện cho điện lực. Anh chị em hiểu ý tôi không ạ? Đó là có hai chiều như vậy. Còn nếu mà điện lực chưa mua điện năng lượng mặt trời này thì chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi, ta sẽ bỏ cái đồng hồ hai chiều này, coi như là chúng ta không bán điện cho điện lực nữa. Nó có phần, nó có một cái chức năng, đó chính là không cho phát ngược ra điện lưới. Và đối với các cái hệ thống điện năng lượng mặt trời mà chúng ta lắp, mà các cái gia đình nào mà đồng hồ điện tử ấy ở các cái vùng như là Hà Nội hoặc là các cái tỉnh ấy mà người ta không có chính sách mua điện năng lượng mặt trời, mà chúng ta lắp đặt vào đó là cái lượng điện năng lượng mặt trời này dư vào ban ngày, thay vì chúng ta bán lại điện được cho điện lực như năm 2020, 2019, thì bây giờ chúng ta không bán được nữa và chúng ta phải trả thêm cái lượng điện năng lượng mặt trời dư mà chúng ta phát ngược ra lưới cho điện lực. Đó là một trong những cái điều đáng tiếc mà chúng ta không, rất là tiếc và chúng ta không muốn khi mà chúng ta lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đáng nhẽ rằng chúng ta lắp thì chúng ta phải được tiền chứ, chúng ta không phải trả tiền điện cho điện lực nữa chứ, đằng này chúng ta lại phải trả tiền cho điện lực. Vậy là điện lực làm chưa tròn trách nhiệm, thì như vậy chúng ta không không cần bán lại điện cho điện lực, và chúng tôi sẽ cắt cái phần này, cắt cái phần bán điện cho điện lực đi, và chúng ta không cần bán điện lại cho điện lực nữa. Anh chị em hiểu không, hình dung không? Đó, thì như vậy chúng ta không sợ cái vấn đề gọi là bị phát ngược ra lưới và bị tính tiền thêm khi mà chúng ta lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này nữa. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ vận hành của hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới, tức là vừa vào ban ngày chúng ta có thể ưu tiên sử dụng điện năng lượng mặt trời như hệ thống hòa lưới bình thường mà tôi đã chia sẻ video trước. Và ngoài ra thì ban đêm chúng ta có cái hệ thống lưu trữ này, chúng ta không cần phải là sợ là cái việc là điện lực cúp điện và bị mất điện giữa chừng. Luôn luôn có điện trong gia đình chúng ta, tôi cam kết 100% với anh chị em là luôn luôn có điện trong gia đình anh chị em. Nếu anh chị em lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này hòa lưới có lưu trữ đấy, thì nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để ủng hộ tôi.
để tôi có động lực ra thêm những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Tôi là Kiều Minh Đức, rất vui được làm quen với anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Và nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về hệ thống điện năng lượng mặt trời, hãy gọi ngay cho tôi. Hoặc là nếu yêu mến tôi đi nữa, yêu mến tôi thì có thể mua hàng từ tôi để ủng hộ tôi, và chúng tôi có thêm cái kinh phí để duy trì cái kênh YouTube này, phát triển công việc lên. Đấy, anh chị em, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói, hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này. Nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.